Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để xem các mật khẩu Wi-Fi đã kết nối ở trên máy tính. Thì trước đây cách đây 2 hôm thì mình cũng đã làm video về cách hướng dẫn bằng câu lệnh ở trong Comendos. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái file rất là thuận lợi. Nếu mà các bạn dân IT thì có thể các bạn tham khảo cái file này để về tìm tòi. Còn nếu những người mà một dân amateur thì nếu mà không không biết và không quan tâm thì các bạn có thể chạy cái file này và làm theo các bước là có thể xem được cái mật khẩu đã lưu ở trên máy tính, và nó cực kỳ là thuận tiện các bạn nhé. Mình tham khảo ở trên này thì là nó viết bằng tiếng Việt rồi, cho nên là các bạn thực hành rất là đơn giản. Rồi cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì điều đầu tiên là ở dưới link video mình sẽ để một cái file hiện mật khẩu Wi-Fi đây các bạn nhé. Các bạn có thể vào đây. Các bạn kích vào cái đường dẫn và tải về nhé. Bấm tải về này. Ok chưa? Tải ở đây các bạn nhé. Sau khi tải thì các bạn giải nén ở trên trên màn hình. Đây nó có tên là hiện mật khẩu Wi-Fi này. Ok chưa? Cái Wi-Fi password trên OTP nhé. Thì các bạn chạy này. Kích đúp các bạn nhé. Đây, ví dụ cái file này mình đang chạy như này. Ở đây là chạy chọn 1 2 3 4 này. Số 1 là chạy lệnh quyền quản trị nhé, quyền admin ấy. Số 2 hiện tất cả các bạn mật khẩu Wi-Fi đã lưu, ví dụ nhé. Mình gọi số 2 này để xem tất cả các nhà mạng, các cái list mạng của nhà hàng xóm mà mình đã kết nối vào. Đây, có rất là nhiều. Ví dụ như nhá. Cái TSP này chẳng hạn, mình lúc nữa mình sẽ xem cái mật khẩu của TSP này là bao nhiêu nhá. Đây, đây cái số 2 này là chỉ cái tên thôi. Rồi. Đây số 2 nhé, mình gọi lại nhé, các bạn này xem kỹ này, số 2 này hiện các tên thôi, đây cái tên đây đúng không? Ví dụ như bây giờ mình muốn xem cái mật khẩu của TSP này trước kia đã kết nối vào thì làm thế nào? Đây số 3, mình chọn số 3 nhé, chọn tên mạng để hiển thị mật khẩu nhé, mình chọn số 3 này, rồi SSID là cái tên nhé các bạn, mình chọn TSP này, ok chưa? Đây key content nhé, mật khẩu 1 đến 8 này. Rồi, bây giờ mình thoát ra, bấm phím 2 để xem, để hiện cái mạng nhà khác. Ví dụ như của mình có một cái là channel test về chẳng hạn. Mình đã kết nối vào, cách đây cũng khá lâu rồi. Thì bây giờ mình xem ở trong này có không. Thì mình thử nhá, mình thử xem channel test về ở đây. Đây, channel test về các bạn nhé. Đây, mình chọn số 3 này. Rồi SSID này, channel nhé, THV. Đây chưa, thấy chưa? Đây, nó có hai trường được SSID chữ hoa và chữ thường này, channel THV này. Mình vẫn để mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 các bạn này. Ok chưa? Số rồi mình bách ra này, số 4 này. Số 4 là nhớ đăng ký kênh ủng hộ channel THV nhé. Các bạn mà bấm số 4 này thì nó ra một cái trang web. Trang web này mình đã link vào cái đường dẫn của YouTube, thì các bạn có thể đăng ký kênh giúp mình. Rồi cái file này ở trên này thì nó có mật khẩu là THV các bạn nhé. Rồi cái file này mình đã để ở dưới video, các bạn có thể tải về. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Zile zile, zile zile, eu alerg chiar mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără